Xin chào mọi người, và hôm nay em lên một cái vòng tay đang làm mưa làm gió trên thị trường hot nhất hiện nay. Đó là những chiếc vòng tay được làm từ chất liệu hoàng đàn tuyết Lạng Sơn. Và cái này em mới làm xong đang lên tuyết anh em mình nhá. Và một chiếc vòng tay như thế này trên thị trường đâu đó anh em mình phải bỏ ra một số tiền, em đảm bảo phải 3 triệu đến 4 triệu cho một chiếc vòng tay VIP như thế này. Tại sao nó VIP? Bởi vì đây là chiếc vòng tay hoàng đàn tuyết chìm, hàng dễ chìm anh em mình nhá. Em zoom cận cảnh cho anh em mình xem này, anh em thấy chưa? Ok chưa? Đó, cực kỳ phê anh em mình nhá. Để mình quay ra xíu. Đó, anh em nhìn phê chưa? Hàng cực kỳ phê, thơm, thơm mà còn nặng chìm nước anh em này. Đấy, bởi vậy một chiếc vòng tay như thế này thì đâu đó thị trường nó phải rơi vào 3 đến 4 triệu chắc chắn luôn, thơm dã man thật. Bây giờ em test cho mọi người biết tại sao nó vậy nhá. Nó đã là cao cấp rồi, nó còn thấu quang em ạ. Đó, em test ngay vào luôn. Anh em nhìn này, anh em mình nhìn thấy nó thấu quang chưa? Thấy nó thấu quang chưa? Đậm tinh dầu và thấu quang anh em mình nhá. Bởi vậy những chiếc vòng tay như thế này thì cực kỳ là quý hiếm. Đó, cực kỳ là quý hiếm, không dễ dàng tìm được một chiếc vòng tay như thế này đâu. Đấy, và tri ân khách hàng, một chiếc vòng tay duy nhất như thế này bên cơ sở em đang bán với cái giá hết sức đặc biệt 2.590.000 cho chiếc vòng tay này. Em báo giá trực tiếp luôn, ít khi em báo giá lắm, nhưng mà những cái chiếc vòng tay em báo giá để cho các bác biết là đừng có mua làm ở những cơ sở khác, cùng là chiếc vòng tay như nhau thôi, nhưng mà em báo cái giá gọi là hợp lý cho anh em mình sở hữu. Tại vì là thứ nhất nó cao cấp, thứ hai là cũng không còn nhiều anh em mình. Ai nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết. Đó, 2.590.000 một chiếc vòng tay hoàng đàn tuyết Lạng Sơn đang làm mưa làm gió ở phân khúc hiện tại. Chắc chắn một điều là như vậy. Thứ nhất là chìm nước, thứ hai thấu quang, thứ ba độ đậm đặc tinh dầu cực kỳ cao. Đấy, đẳng cấp vẫn là những chiếc vòng tay hoàng đàn tuyết Lạng Sơn chìm nước như thế này. Đấy, anh em mình nếu mà muốn biết về những chiếc hoàng đàn tuyết Lạng Sơn chìm nước thì hãy nhanh tay liên hệ với em qua số điện thoại 0962 145 825 anh em mình nhá. Đang lên tuyết này. Đó. Và mọi người thấy hay, hãy đăng ký kênh để em biết được rằng là những cái video em ra nó bổ ích và giúp cho mọi người phần nào đó nhận thức về các cái dòng gỗ quý. Còn không thấy hay cũng nhắn tin comment bên dưới để em biết được là những cái video nào, những cái loại gỗ nào nên quay và không nên quay anh em mình nhá. Vậy bởi vậy là ai thấy hợp lý hay hãy đăng ký kênh ủng hộ cho em, và em sẽ ra những loại gỗ VIP nhất thị trường hiện nay cho anh em mình biết. Ok anh em, xin chào và hẹn gặp lại.